Dạ, em xin được mến chào tất cả quý cô chú và anh chị nha. Đầu video thì em cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú và anh chị mình nếu đang có nhu cầu tìm nhà khu vực gần chợ Bình Chánh thì sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp nhất cho gia đình. Dạ thì ngày hôm nay không ngoại lệ, tiếp tục em thường lại giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị thêm một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng nằm rất gần với chợ Bình Chánh. Căn nhà ngày hôm nay có diện tích là ngang 4, dài 16, thiết kế là một trệt một lầu, công năng sử dụng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Dạ thì căn nhà của mình rất là đặc biệt nha quý cô chú và anh chị, dành cho cô chú và anh chị nào lúc trước đã bỏ lỡ những cái căn nhà góc hai mặt tiền, góc ba mặt tiền thì ngày hôm nay hãy tranh thủ nhấc máy gọi liền cho em nha. Vì căn nhà ngày hôm nay lại là một căn góc hai mặt tiền, đường thông nhiều hướng ha quý cô chú và anh chị. Ở đây thì mình có thể tiện kinh doanh buôn bán nhỏ nè. Phía bên tay phải của em Thương là quý cô chú và anh chị mình di chuyển ra mặt tiền Đinh Đức Thiện nói dài ha. Vị trí này ra tới mặt tiền Đinh Đức Thiện là 300 m. Còn phía bên đây là cô chú và anh chị mình di chuyển ra đến chợ Bình Chánh ha. Từ vị trí căn nhà của mình mà di chuyển ra chợ Bình Chánh thì đâu đó khoảng tầm là 5-10 phút đi xe máy thôi. Còn phía bên tay trái là cô chú và anh chị mình di chuyển ra hướng quốc lộ 50 về Bến Lức cũng được nè, về trung tâm thị trấn Cần Đước cũng được ha. Nhà mình nói chung là đường thông nhiều hướng, vì trong khu dân cư của mình thì ở hiện hữu đông đúc nè. Phía xa xa quý cô chú và anh chị mình quan sát nè, có tiệm thuốc tây nè, có quán tạp hóa nè, phía bên đây cũng có rất là nhiều tiện ích ha. Và từ vị trí căn nhà của mình mà di chuyển ra tới chợ nè, Bách Hóa Xanh thì đâu đó khoảng tầm là 500 m thôi. Và đặc biệt vị trí căn nhà của mình kết nối ra Đinh Đức Thiện 300 m là có tuyến xe buýt 622 để cho quý cô chú và anh chị mình di chuyển về các quận trung tâm thành phố, thông qua là bến xe miền Tây nè, bến xe Chợ Lớn nè, hay là quý cô chú và anh chị mình đang ở chợ đầu mối Bình Điền nè, các quận trung tâm thành phố như Tân Bình, Tân Phú nè, Bình Tân ha, rất là thuận tiện luôn. Chỉ đâu đó khoảng tầm là từ 15 đến 20 phút thôi, tùy theo khu vực. Thì đây là nhân vật chính mà ngày hôm nay em Thương muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị, một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng phân khúc giá chỉ hơn 1 tỷ một chút xíu thôi. Nằm trên mặt tiền đường này là đường đá xanh ha quý cô chú và anh chị. Và sắp tới đường của mình thì sẽ được đổ nhựa ha quý cô chú và anh chị. Thời gian gần đây thì đã đổ đá xanh rồi để cho mặt đường của mình dẻ xuống và đặt chuẩn bị là đổ nhựa ha quý cô chú và anh chị. Phía bên hông nhà của mình cũng là một con đường nhựa 4 m nè, dẫn vào khu dân cư phía trong, rất là đông đúc luôn. Về đây cô chú và anh chị mình không có sợ vắng, sợ buồn nè, mà lại tiện kinh doanh nữa. Và không để quý cô chú và anh chị mình là chờ lâu hơn nữa thì em sẽ đi vào chi tiết của căn nhà này để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị. Dạ thì căn nhà của mình em xin được nhắc lại về diện tích là ngang 4, dài 16 ha. Dưới không gian tầng trệt thì có thiết kế cho mình là một khoảng sân trước nè, để cho mình đậu xe máy ha. Còn nhà mình nếu có ô tô á thì quý cô chú và anh chị mình có thể đậu ngay trước cửa nhà luôn. Vì đường trước nhà của mình sắp tới là đường nhựa 8 m, rất là rộng rãi, hai ô tô né nhau thoải mái ha quý cô chú và anh chị. Thì cái khoảng sân của mình á, ở phía dưới á, thì đã được lót gạch sạch sẽ nè. Trên thì làm sẵn cho mình một cái mái che rồi. Cô chú và anh chị mình về thì có thể thiết kế lại theo cái nhu cầu và sở thích của gia đình ha, cũng như là mình thiết kế để mình kinh doanh buôn bán nhỏ nè. Và di chuyển vào phía trong, đây là khoảng không gian phòng khách của căn nhà ngang 4. Một khoảng không gian phòng khách rộng rãi vừa vặn cho mình để được nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình nè. Cửa chính thì được trang bị cho mình là cửa sắt có ốp kính cường lực. Trần nhà thì được dựng hợp rất là cao, trang trí những bóng đèn nè. Và khoảng không gian phòng khách của mình cũng có cửa sổ ha, để khi quý cô chú bạn chị mình sinh hoạt ở khoảng không gian phòng khách mình có thể mở ra nè, lấy gió lấy sáng nè, rất là thông thoáng mát mẻ luôn. Nhà mình là căn góc hai mặt tiền, lợi thế được chỗ rất là nhiều cửa sổ nè, và đặc biệt có cửa hậu bên hông luôn ha quý cô chú bạn chị. Cầu thang thì được đặt giữa nhà nè, tiếp đó là nhà vệ sinh để cho tiện việc sử dụng của các thành viên dưới đây. Nhà vệ sinh của mình thì ốp led sạch sẽ, trang thiết bị nội thất cơ bản thì hầu như đã có đầy đủ hết rồi, cô chú bạn chị mình về thì không cần phải sắm sửa gì thêm. Và đây là khoảng không gian phòng bếp cũng như là một chi tiết cuối cùng ở dưới không gian tầng trệt. Khoảng không gian này thì đã lắp sẵn cho mình là kệ tủ dưới rồi nè, kệ tủ trên nè, mặt bếp thì cũng đã được ốp gạch sạch sẽ, gắn sẵn bồn rửa. Giờ thì em Thương thấy căn nhà của mình thì hầu như đã được dán gạch tường xung quanh lên tới khoảng 1,5 m ha, rất là sạch sẽ, cho cô chú và anh chị mình dọn vệ sinh lau chùi sẽ rất là dễ dàng nè. Nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng thì tất nhiên cũng sử dụng điện nước riêng ha, điện là điện của nhà nước và nước là nước máy đã qua xử lý rồi, rất là sạch sẽ cho cô chú và anh chị mình yên tâm sử dụng luôn. Các đường ống cấp thoát nước, ổ điện được chờ sẵn cho mình lắp đặt nội thất theo nhu cầu cần sử dụng ha. Và nhà mình có một cái cửa hậu thông ra khu dân cư ở phía sau. Cửa hậu của mình rất là mát mẻ cô chú anh chị mình á, về nấu ăn ở khoảng này á, thì mình có thể mở ra ha, tránh việc ấm mùi vào bên trong căn nhà của mình. Và khu dân cư của mình phía sau rất là đông đúc, có một số tiện ích như tập quá, quán ăn, hàng quán luôn ha. Và cách mặt tiền Đinh Đức Thiện là 300 m, cách chợ Rạch Kiến cũng như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động thì đâu đó khoảng tầm là 500 m thôi, có tuyến xe buýt để cho quý cô chú và anh chị mình thuận tiện để di chuyển luôn. Nhà mình thì khu dân cư ở hiện hữu nè, có cống thoát nước, có điện đường, có camera an ninh, khu vực nhà mình cũng rất là an ninh ha quý cô chú và anh chị. Dạ thì quý cô chú và anh chị nào đã bỏ lỡ những căn nhà góc hai mặt tiền, góc ba mặt tiền để có thể tiện kinh doanh buôn bán nhỏ thì hãy tranh thủ nhấc máy gọi liền cho em theo số điện thoại là 0935 383 449. Căn nhà diện tích ngang 4 và 16, nhà thuộc hướng Nam, gia chủ muốn bán lại cho quý cô chú và anh chị với giá là 1 tỷ 350 triệu.
Đây là giá 100% không phát sinh, kèm theo đó là còn được thương lượng trực tiếp nè. Nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng, sổ có hiển thị đường, cô chú và anh chị mình vay ngân hàng thoải mái ha. Dạ thì những căn nhà sổ hồng riêng mà em thương giới thiệu cho quý cô chú và anh chị cam kết là vay ngân hàng được ha. Dạ quý cô chú và anh chị mình vay ngân hàng nào cũng được luôn, vì nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng nè, pháp lý đầy đủ rõ ràng, đất khẩu cư 100%. Dạ thì quý cô chú và anh chị mình vay ngân hàng nào cũng được, nhưng mà lúc nào em thương cũng ưu tiên đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, nên là em sẽ giới thiệu cho quý cô chú và anh chị những cái ngân hàng mà có lãi suất thấp nè, cũng như là lãi suất bình ổn, để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm sở hữu một căn nhà cổ phiếu ngoài thương nhà đất Bình Chánh ha. Dạ thì quý cô chú và anh chị nào đã bỏ lỡ rồi thì ngày hôm nay tranh thủ gọi liền cho em nha. Và tiếp theo thì em thương mời quý cô chú và anh chị mình di chuyển lên bên trên nè để xem công năng sử dụng của căn nhà này. Dạ thì căn nhà của mình diện tích là ngang 4, dài 16 thôi, nhưng mà thiết kế rất là đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình luôn, nhưng mà lại là căn gốc hai mặt tiền nữa, rất là đặc biệt ha cô chú và anh chị. Công năng sử dụng gia đình mình có thể ở từ 4 đến 6 thành viên nè. Đây là căn phòng đầu tiên ha. Căn phòng này thì khá vừa vặn cho cô chú và anh chị mình để một số nội thất cần sử dụng nè, một số nội thất cơ bản nè, trần thì cũng đã được đóng la phong, các ổ điện, đường dây chờ, máy lạnh của mình cũng được chừa sẵn nè. Cửa của mình là cửa nhôm kính mờ và nhà vệ sinh để cho mình tiện việc sử dụng chung của các thành viên. Nhà vệ sinh của mình thì trang thiết bị nội thất là đã được lắp sẵn cho mình giống như nhà vệ sinh bên dưới rồi ha quý cô chú và anh chị. Và đây là căn phòng cuối cùng, căn phòng rộng rãi, cô chú và anh chị mình hay để giường, để nệm, để kệ tủ quần áo, để được rất là nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình nè. Căn phòng này thì mình có một cái ban công 2m bên đây nữa ha quý cô chú và anh chị, rất là rộng rãi luôn. Ban công của mình thì bên ngoài đã được rào lại rồi, cô chú và anh chị mình về thì có thể đón nắng phơi đồ ha. Nhà mình thì thuộc hướng nam, buổi sáng cũng đầy đủ nắng cho quý cô chú và anh chị mình đón nắng ở khu vực này nè. Ban công của mình thì rộng rãi. Và thì toàn bộ những thông tin của căn nhà này em đã chia sẻ rất là chi tiết rồi, nhà thật, giá thật, thông tin chính xác, để tránh làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị. Dạ thì em xin được nhắc lại, nhà mình là 4x16, nhà thuộc hướng nam, gia chủ cần tiền bán gấp lại cho quý cô chú và anh chị với mức giá chỉ có 1.350.000.000 thôi. Quý cô chú và anh chị mình còn được hỗ trợ vay ngân hàng, tức là quý cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay tài chính khoảng tầm 50% thôi là mình đã có thể sở hữu được cái căn nhà này rồi. Một căn nhà gốc hai mặt tiền, có thể tiện kinh doanh buôn bán nhỏ. Dạ thì quý cô chú và anh chị đang ở các quận trung tâm thành phố thì mình di chuyển về căn nhà này đâu đó khoảng tầm là 15 đến 20 phút thôi ha. Một tiếng đường rất là thuận tiện. Nhà mình là đường thông nhiều hướng luôn. Quý cô chú và anh chị mình vô tư di chuyển luôn ha. Nhà mình nếu có di chuyển đồ đạc bằng xe tải thì cũng rất là thuận tiện luôn. Nhà đã có sẵn điện nước rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì gia chủ không có về ở, để đảm bảo an toàn thì đã cắt hết rồi. Cô chú và anh chị mình hết sức thông cảm ha. Nhưng mà khi bàn giao nhà đến cho quý cô chú và anh chị là một căn nhà hoàn chỉnh, chỉnh chu tất cả mọi chi tiết, để cho quý cô chú và anh chị mình yên tâm dọn về và sinh sống ở khu vực này. Chú và anh chị hãy đừng ngại và gọi liền cho em theo số điện thoại 0935 383 449. Em sẵn sàng hỗ trợ tư vấn rõ ràng một lần nữa trước khi quý cô chú và anh chị mình xuống xem nhà ha. Dạ cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video tiếp theo.